Các cổ động viên của Chelsea lúc này có lẽ đã quen với việc Roman Abramovich không còn là chủ tịch của đội bóng. Sau một quãng thời gian chia tay, các True Blue giờ đây có quyền để hy vọng vào một triều đại mới dưới thời của Todd Boehly. Những con tàu London sẽ đi ra sao khi trong cùng một thời điểm họ mất đi vị chủ tịch vĩ đại của câu lạc bộ lẫn bà đầm thép Marina Granovskaya? Đó ắt sẽ là câu hỏi rất nhiều cổ động viên của Chelsea đang trăn trở ở thời điểm hiện tại. Lúc này thương vụ mà có lẽ ở gần với sân Stamford Bridge nhất đó là Raheem Sterling. Đội bóng thủ đô được cho là chuẩn bị đưa ra một lời đề nghị mới để đặt lên bàn đàm phán với Manchester City. Thương vụ này được cho là có thể tiêu tốn tới hơn 60 triệu euro của ông chủ người Mỹ từ phía đội bóng London. Những khúc mắc trong thương vụ này của The Blue chắc chắn còn sẽ đến ở việc bà Marina Granovskaya đã rời đội bóng trong quá trình đàm phán với nhà đương kim vô địch nước Anh. Do đó, đây sẽ là thời điểm mà ông chủ mới của Chelsea cho thấy tầm ảnh hưởng và khả năng của mình với khởi đầu chính là nhiệm vụ đại tu đội chủ sân Stamford Bridge. Chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được sở hữu Chelsea. Với tư cách là chủ sở hữu, tầm nhìn của chúng tôi rõ ràng phải là khiến cho người hâm mộ tự hào. Chúng tôi cũng cam kết sẽ phát triển học viện và thu hút những tài năng trẻ sáng ra nhất. Chúng tôi đã vạch ra một kế hoạch đầu tư lâu dài dựa vào những thành công sẵn có của Chelsea. Đó là những gì mà ông Todd Boehly đã chia sẻ trong ngày trở thành chủ mới của The Blue. Ông muốn đầu tư cho Chelsea sao cho có thể mang lại hiệu quả lâu dài, chứ không phải nguồn lợi trước mắt. Rõ ràng ông chủ người Mỹ của The Blue không thể nói suông khi mà rất nhiều người hâm mộ của đội bóng đều đang mong chờ và hành động thực tiễn của ông chủ mới. Huấn luyện viên Thomas Tuchel được cho là đã được giới chủ mới từ xứ sở cờ hoa rót vào hầu bao tới 200 triệu bảng để thoải mái mua sắm trong hè này. Nhưng tiêu số tiền khổng lồ đó ra sao cho hợp lý thì lại đang là vấn đề nan giải với chính Chelsea ở thời gian tới. Nếu nhìn lại quá khứ, thời điểm The Blue vẫn còn có được sự phục vụ của bà Marina Granovskaya. Một tay bà đấm thép này đã giúp cho Chelsea trở thành một trong những đội bóng có tiềm lực kinh tế ổn định nhất lục địa giả xuyên suốt một thập kỷ qua. Không chỉ cho thấy sự lọc lõi trên bàn đàm phán, người phụ nữ quyền lực nhất giới túc cầu đã biến Chelsea trở thành một đội bóng toàn cầu khi tạo ra mạng lưới cho mượn cầu thủ với hơn 50 cái tên trải khắp 10 quốc gia khác nhau. Biệt danh bà đấm thép mà truyền thông Anh đặt cho người phụ nữ Nga này cũng không phải nghiễm nhiên mà có. Đã từng có những câu chuyện kể lại rằng bà Granovskaya đã không hề nể nang gì với John Terry, huyền thoại của đội bóng này khi trung vệ người Anh đưa ra những yêu sách để ở lại với Stamford Bridge. Chính sự lạnh lùng tới đáng sợ của bà đã giúp cho Chelsea luôn có được vị thế nhất định trên bàn đàm phán. Quay trở lại với câu chuyện của thời điểm hiện tại, việc lựa chọn Raheem Sterling để trở thành mục tiêu chuyển nhượng chính hè này đang gây ra những luồng ý kiến trái chiều trong chính cộng đồng fan của Chelsea. Dĩ nhiên sẽ có những luồng nhận định cho rằng khả năng thích ứng và kinh nghiệm ở Premier League của tiền đạo người Anh sẽ trở thành sự bổ sung hoàn hảo cho The Blue. Tuy nhiên cũng sẽ có một bộ phận không nhỏ nghi ngờ về khả năng thực sự của cựu tiền đạo Liverpool trong bối cảnh Chelsea đang cần tới một sát thủ thực thụ ở trên hàng công. Những câu chuyện về sự hiệu quả sẽ là điều mà huấn luyện viên Thomas Tuchel cần phải giải quyết khi chính vị thuyền trưởng người Đức là người muốn có được Sterling. Lúc này, người hâm mộ Chelsea có quyền đặt ra nghi vấn về ưu thế của đội bóng trên bàn đàm phán có còn được như xưa hay không. Con số 60 triệu euro có thể khiến cho các True Blue phải chau mày nếu thực sự đội bóng con cưng của họ phải trả chừng này tiền cho cầu thủ chỉ còn duy nhất 1 năm hợp đồng theo thống kê của Sportrack. Đây là sự lựa chọn có thể coi là an toàn dành cho The Blue, hay thậm chí có thể nói rằng đây là mục tiêu chuyển nhượng an toàn nhất của Chelsea trong những năm gần đây. Trong 3 kỳ chuyển nhượng gần nhất, chỉ có duy nhất một gương mặt đến với Stamford Bridge từ một cái tên khác cũng đang thi đấu ở Premier League là Ben Chilwell của Leicester. Những bản hợp đồng kỷ lục của The Blue như Timo Werner, Kai Havertz hay thậm chí là cả Romelu Lukaku đều đến từ những giải đấu khác của lục địa giả. Chính điều này đã tạo ra những rủi ro nhất định cho tính hiệu quả từ các tân binh này. Giờ đây với mục tiêu nâng cấp và làm dày hàng công, Chelsea nhắm tới một cầu thủ gần như đã dành cả sự nghiệp thi đấu ở xứ sở sương mù. Đó là sự lựa chọn thay cho cái tên cũng được đánh giá rất cao là Ousmane Dembele của Barcelona. Ngoài ra vẫn còn một sự lựa chọn ở đấu trường quốc nội mà Chelsea đang dành sự quan tâm là Rafinha của Leeds United. Tuy nhiên, theo những thông tin từ xứ sở sương mù, Arsenal lại mới đang là cái tên chiếm ưu thế trong thương vụ này thay vì gã hàng xóm ở London. Với cùng một tầm giá, Chelsea đang hướng tới một gương mặt đã khẳng định được mình thay vì một ngôi sao mới nổi như Rafinha. Nhưng tiền đạo sẽ không phải là vị trí duy nhất mà Chelsea cần phải bổ sung ở phiên chợ hè năm nay. Sau sự ra đi của Antonio Rudiger, huấn luyện viên Thomas Tuchel ắt sẽ cần thêm một hòn đá tảng chất lượng ở trung tâm hàng phòng ngự của The Blue. Mục tiêu mà Chelsea đang theo đuổi trong suốt hai phiên chợ gần đây là trung vệ trẻ Jun Koundé của Sevilla. Khác với kinh nghiệm của Sterling thì tiềm năng của Koundé lại đang là yếu tố thu hút những nhà tuyển trạch của đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Dù mới 23 tuổi nhưng cầu thủ người Pháp đã trải qua hơn 200 trận đấu ở cấp độ cao nhất của hai giải đấu hàng đầu lục địa, đó là Pháp và Tây Ban Nha.
Nhưng thêm một lần nữa, mức phí chuyển nhượng trở thành rào cản giữa những cuộc đàm phán của Chelsea và Sevilla. Đội bóng của Tây Ban Nha lúc này đang yêu cầu The Blue đặt lên bàn đàm phán số tiền lên tới 80 triệu euro, con số cao hơn rất nhiều so với Raheem Sterling. Lập trường của đội bóng Tây Ban Nha đã được làm rất rõ kể từ mùa hè năm ngoái, khi mà đội bóng London có động thái quan tâm tới trung vệ trẻ 23 tuổi. Làm một phép tính đơn giản thì số tiền mà Chelsea có thể phải bỏ ra cho Sterling cộng Koundé đã chiếm tới hơn 2/3 tổng số tiền mà ông chủ mới của đội bóng cung cấp. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, Matthijs de Ligt lại đang nổi lên như một trong những sự lựa chọn tiềm năng cho hàng thủ của Chelsea ở phiên chợ hè năm nay. Để có được sự phục vụ của cầu thủ người Hà Lan, Chelsea có thể sẽ phải bỏ ra 40 triệu euro cộng với một trong hai cái tên, đấy là Timo Werner hoặc Christian Pulisic. Với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao trong màu áo của Juventus, De Ligt hoàn toàn có thể trở thành phương án hợp lý hơn về mặt kinh tế dành cho The Blue thay vì tiếp tục theo đuổi Jules Koundé. Trong quá khứ, chính Antonio Rüdiger đã có màn lột xác ngoạn mục khi chuyển từ AS Roma tới xứ sở sương mù để trở thành một trong những trung vệ hàng đầu của lục địa giả. De Ligt có điều khoản giải phóng hợp đồng tận 103 triệu bảng, nhưng cũng chỉ còn 2 năm hợp đồng với Juventus. Đây sẽ không phải cuộc đàm phán dễ dàng, nhưng Chelsea sẽ quan sát xem mong muốn của đội bóng nước Ý là gì để trao đổi. Để giúp cho Chelsea có thể thu hẹp khoảng cách với Man City cùng Liverpool thì chắc chắn Sterling và Koundé sẽ là không đủ. Với tương lai bất ổn của cả Aspilicueta lẫn Marcos Alonso đều đang rất gần với viễn cảnh chia tay với Chelsea. Trong khi đó, hàng tiền vệ với phong độ không ổn định của Kante, Jorginho hay Kovacic cũng khó có thể khiến cho các chủ Blue yên tâm trước khi bước vào mùa giải mới. Cho nên một số những cái tên khác có lẽ cũng đang được The Blue bổ sung vào danh sách chuyển nhượng, có thể kể tới như tiền đạo Richarlison của Everton hay hậu vệ Jonathan Clause của Lens, người có thể lấp vào khoảng trống mà Aspilicueta để lại. Tuy nhiên, khả năng thực hiện hai thương vụ này vẫn còn thấp hơn những thương vụ đã liệt kê kể trên. Đã trải qua gần một tháng kể từ ngày mà ông Todd Boehly chính thức ngồi vào chiếc ghế quyền lực của đội chủ sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, tính tới lúc này, Chelsea được cho là vẫn chưa đưa ra bất kỳ một lời đề nghị chính thức nào cho những mục tiêu của mình. Ông chủ người Mỹ hiểu rằng phiên chợ hè đang ngày càng trở nên khốc liệt khi mà các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều đang sẵn sàng cho những cuộc chạy đua vũ trang đầy khốc liệt. Nhưng có lẽ cho tới lúc này thì cơ hội dành cho Chelsea đang ngày càng bị suy giảm trước những diễn biến không thể lường trước của phiên chợ hè. Họ đã để mất Tchouaméni vào tay Real Madrid, Bissouma của Perisic cũng đã đến với Tottenham, trong khi Barcelona cũng đang trở thành một đối thủ vô cùng đáng gờm trong thương vụ của Jules Koundé. Nếu muốn có được những sự bổ sung chất lượng hay chí ít là sự thay thế xứng đáng cho những cái tên đã ra đi, Chelsea cần có ít nhất 3 bản hợp đồng mới. 200 triệu chắc chắn không phải một con số nhỏ, đó là số tiền đã giúp Man City có được Erling Haaland hay có thể sắp tới là Calvin Phillips. Arsenal trong tương lai gần cũng có thể chỉ cần phân nửa con số đó để có được sự phục vụ của Gabriel Jesus cùng Rafinha. Câu chuyện ở đây sẽ không phải là so sánh phong cách chuyển nhượng của các đội bóng, mà là làm sao để có thể sử dụng những đồng tiền đó khôn ngoan nhất có thể. Chelsea của huấn luyện viên Thomas Tuchel lúc này vẫn đang sở hữu cho mình những gương mặt chất lượng ở cả ba tuyến. Nhưng giờ đây, The Blue sẽ cần phải chứng minh cho tất cả thấy rằng họ có cho mình bản lĩnh của một đội bóng lớn, bản lĩnh giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn hậu Abramovich. Sự ra đi của những cái tên như bà Marina Granovskaya cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới những mục tiêu của Chelsea trong tương lai. Hãy nhìn sang thương vụ của Gabriel Jesus và Arsenal. Thương vụ đang dần đi tới hồi kết. Có những thông tin cho rằng Jesus chọn pháo thủ là bởi mối quan hệ thân thiết của anh với Mikel Arteta. Nhưng Arsenal thậm chí đã làm việc với The Citizen trong suốt 6 tháng qua và chừng đó là đủ để cho thấy sự nghiêm túc của họ ở thương vụ này. Ngược lại, sự ra đi của bà đờm thép của Chelsea có thể khiến cho rất nhiều thương vụ bị gián đoạn. Thậm chí The Blue hoàn toàn có thể rơi vào tình huống buộc phải đàm phán lại từ đầu. Do đó, ông Todd Boehly cần phải vạch ra một kế hoạch đại tu thực sự cụ thể để 200 triệu bảng mà ông đầu tư có thể trở thành những đồng tiền khôn ngoan. Đội bóng London lúc này một lần nữa được sở hữu bởi một ông chủ giàu có, tới từ một quốc gia có lẽ cũng đã quá quen thuộc với cách làm thể thao. Việc bỏ ra con số 200 triệu bảng mùa hè đầu tiên tiếp quản đội bóng cho thấy ông Todd Boehly nghiêm túc ra sao trong quá trình đại tu đội chủ sân Stamford Bridge. Nhưng làm thế nào để quá trình đó trở nên hiệu quả thì vẫn sẽ là một bài toán khó dành cho thượng tầng của Chelsea trong tương lai gần.